Kim Ngân xin mến chào cả nhà. Ừ. Trước tiên, Kim Ngân xin cảm ơn à, tất cả các bạn bè khắp nơi đã luôn à, cùng đồng hành với Kim Ngân ở trong kênh YouTube Kim Travel and Food. À, hôm nay, Kim Ngân à, làm một đoạn video 10 phút thôi để chia sẻ với tất cả những người thân của Kim Ngân và tất cả à, các bạn trên thế giới, à, nhất là ở Việt Nam hiện tại khi mà biết được là cái cơn dịch đang hoành hành ở việt nam à, kim ngân sống ở mỹ và một năm rưỡi đã phải chịu như vậy chịu cách ly và ở nhà chăm sóc người bệnh thì kim ngân à, rất là hiểu rõ hoàn cảnh à, và cách ứng biến khi mà mình à, bị à, dịch nó tấn công thì bây giờ trước tiên là kim ngân xin mấy video trước kim ngân đã chia sẻ với cả cả nhà rồi là lúc nào mình cũng phải uh, sạch sẽ đi ra đường mặc dù là ở uh, nước mỹ tiểu bang của kim ngân là họ nói là xả hết rồi không có phải đeo khẩu trang và uh, không có uh, cách ly không có uh, đứng xa 6 uh, xa, xa, xa feet nhưng Uh, social distance, á, nhưng mà Kim Ngân vẫn uh, giữ khoảng cách và Kim Ngân rất là cẩn thận cho nên um, hơn một năm nay rồi, uh, sau khi chích ngừa thì bây giờ uh, gia đình Kim Ngân uh, không có ai bị dính uh, con dịch này hết uh, đó là bên gia đình Kim Ngân, còn um, bây giờ Kim Ngân sẽ làm cái video khẩn cấp này để chia sẻ với cả nhà À, nếu mà cả nhà lỡ mà bị dính dịch đó, thì mình phải làm cho cách cách thế nào để mà mình sẽ khỏi và không phải à, có chuyện buồn xảy ra vì đây là trường hợp của gia đình gì Kim Ngân à, ở California à, nhà có bốn người à, Kim Ngân không biết là lây hết hay thế nào nhưng có hai người là à, em em trai em rể của kim ngân nó đi làm à, người vợ thì ở nhà mẹ vợ thì ở nhà con ở nhà ba người đàn bà ở nhà một người đàn ông ra đi làm thôi nhưng vô tình đã đem dịch về nhà và dính cho người vợ gì của kim ngân thì không biết dính hay không nhưng vẫn ngừa và à, cháu của kim ngân vẫn ngừa Tức là sau khi mà đi test thử nghiệm bị dính dịch rồi Thì cả nhà bắt đầu Xong Các bạn chỉ lấy gừng Xả Lá chanh Hoặc là dầu xanh Những cái gì mà thật là cay Và nóng Thì sẽ giết được cái con cúm này Thì cả nhà của uh, dì Của Kim Ngân đã xong mười mấy lần trong một tháng trời luôn thì là cả nhà khỏi dịch luôn không có bị gì hết để kim ngân chia sẻ thì à, em rể kim ngân nó không có bị nặng nhưng vợ của cậu ấy thì bệnh rất là nặng coi như là có thể là nếu mà không xong thì không có thể cứu được rồi à, mặc dù là đi bác sĩ uống thuốc vẫn không có giúp đỡ gì được hết nhưng cô ấy xong mười mấy lần một ngày xong bốn lần nha cả nhà cứ nấu nước gừng, xả, lá chanh, những cái gì mà cay và nóng thì cứ mà xong, xong hoài, xong hoài. Tại vì cái con như cúm á, nó vô trong cổ họng mình, nó sợ ở đó, nó nằm ở đó, nó chờ khi mà nó cơ hội thì nó vô trong phổi và nó sẽ đẻ ra ký sinh trùng và nó sẽ giết mình. Thì mình xong để mà cái người mình nó thông và mình có thể, cái chất nóng nó có thể giết nó được vô trong cái phổi của mình tại vì khi mà mình hít thở mình hít thở cái uh, cái nước sông nó nó cay nó nồng vô trong cái phổi của mình cái phổi của mình bị được ấm đi và cái phổi của mình sẽ từ từ giết con dịch đó nếu con dịch đó nó đã vô trong và nó đã bị đã sinh sản ra những cái uh, uh, con của nó thì trong con người của mình cũng có một cái chất kháng thể chống lại nhưng mà mình chống không nổi thì mình cũng sẽ chết thôi để kim ngân chia sẻ là kia em gái của kim ngân cái giờ như thế nào là nặng ok trước tiên là các bạn sẽ bị nóng lạnh nóng lạnh ói mửa và các bạn sẽ cái miệng của các bạn không ăn uống gì được hết nó làm cho các bạn không ăn uống được rồi sau đó thì nếu mà nặng nữa thì các bạn nó nếu mà nó vô phổi rồi thì các bạn sẽ không thở được cái đó là nặng rồi đó co em gái của kim ngân đã tới thời kỳ đó không thở được nó làm cho con người của bà các bạn bủng rủng tay chân không có làm gì được hết em của kim ngân nói là không có cầm được cái điện thoại luôn ok chỉ muốn và cái đầu cái tinh thần nó làm cho rất là à, à, mâu thuẫn chỉ muốn chết chết để được sung sướng và không bị để cho nó hành hạ ok là những cái triệu chứng làm cho con người của mình khi mà các bạn dính vô dịch rồi con người các bạn coi như bị tê liệt các bạn không muốn làm gì hết các bạn bủng rủng tay chân các bạn ói mửa à, các bạn sẽ bị cái miệng sẽ không còn nêm nếm gì được hết và các bạn sẽ từ 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 đi xuống và sẽ chết ok thì trước tiên mà khi mà các bạn thấy trong người các bạn mà trong cuốn họng các bạn đau hoặc là mũi sổ hoặc là à cái cái cúm bây giờ cái delta nó còn độc hơn nữa là các bạn sẽ bị nhức đầu nó khác với lại dịch cúm của cái con cúm kia nha cái con dịch này là các bạn sẽ bị nhức đầu sổ mũi và ho à, ho khang tức là các bạn bị đau ở cổ thì các bạn đã biết là các bạn đã bị bệnh rồi thì các bạn phải nên cứu chữa gấp rút ok thì đó là những cái chia sẻ của kim ngân để đến với các bạn và trước thêm một nửa là nếu mà các bạn đã bệnh rồi mặc dù xong nhưng mà các bạn phải ráng ăn uống để có sức để mà chống lại với nó các bạn phải có sức khỏe để chống lại với nó thì cái sức khỏe là thế nào các bạn trong cái đoạn video kim ngân có chia sẻ nấu cháo cảm thì các bạn sẽ nấu cháo bằng cái lò điện nồi cơm điện nấu cháo cho nó rục xóa rồi thì bên này thì các bạn xào tỏi với lại um, xào tỏi bầm cho nó thơm rồi các bạn bỏ thịt bò vô các bạn xào xào nêm nếm thịt bò nước mắm nước tương đầy đủ hết đường rồi thì các bạn nêm nếm xong hết rồi thì các bạn mới bưng cái nồi cháo bên cái cơm nồi cơm điện đó, đổ qua bên cái nồi cháo xào bò bò xào rồi các bạn nấu cho rục thêm nữa đổ thêm nước sôi vô nấu nguyên một nồi lỏng lỏng đặc đặc sau đó rồi khi cuối cùng rồi thì các bạn đập vô bốn cái trứng gà và các bạn bỏ một một chén tiêu nhỏ cho kim ngân khoảng ba bốn muỗng cà phê tiêu thật thật là cay cay bổ à, có trứng thì kêu là nồi cháo cảm và các bạn sẽ cho cái người bệnh đó ăn vừa ăn vừa xong để lấy lại sức lực nhớ là cái tinh thần phải đấu tranh và phải đừng có uh, uh, tê liệt đừng có nghĩ là mình sẽ chết vì cái con cúm này các bạn phải đấu tranh với nó thì đó là những gì kim ngân sẽ làm một cái đoạn viên phim như thế này để chia sẻ gấp rút hy vọng là cả nhà bên việt nam ai nghe được cái chia sẻ này của kim ngân thì xin uh, chia sẻ với mọi người cái bài thuốc là chỉ xong thôi xong gừng xả và lá chanh à, à, dầu dầu nóng dầu gì cũng được miễn là phải nóng à, không cần phải à, xong lá ổi gì hết không cần phải xong lá xong tại cái đó nó không có làm việc nó không có nó không có giết được cái con vịt đó con cúm đó mà các bạn phải xong thật là cay và nóng nhớ ăn ớt cũng được nữa ăn cho thật là cay ăn cái gì cay vô thì sẽ giết nó nó sẽ không sống được với lại nóng và cay thì uh, cái kim kim ngân đang trong gia đình kim ngân đang có tin buồn là kim ngân mới đi Dallas về để thăm mẹ kim ngân mẹ kim ngân 95 tuổi rất là khỏe nhưng mà sau khi chích cái cúm xong thì mẹ kim ngân bây giờ đã bị nằm tê liệt luôn mẹ kim ngân không dậy nổi tại vì mẹ kim ngân quá già không có chống lại được với cái, cái thuốc đó và đang yếu nữa khi mà chích vô thì sẽ bị cái thuốc đó nó giật và nằm luôn bây giờ là mẹ kim ngân không có thể nói được không làm gì được hết để nằm để chờ, chờ để ra đi thôi rất là buồn mỗi người có một trường hợp các bạn đừng có sợ là các bạn chích thì các bạn sẽ gặp những cái trường hợp mà cái nào người ta nói tử vong chỉ có chấm một 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 phần trăm của triệu cái liều thuốc thành ra nếu được chích thì các bạn cứ tiếp nên chích liền và chích gấp vì cái thuốc đó nó chích á mặc dù không phải là thuốc tiên nó không chữa trị được bệnh cúm nhưng các bạn có thể hy vọng là không có chết các bạn chỉ không có chết thôi nhưng mà các bạn cũng có thể sẽ bị bệnh cúm nó xâm nhập nhưng mà các bạn sẽ không có chết đó là kim ngân khuyên cáo khuyến cáo và yêu cầu cả nhà tất cả ai mà được cơ hội đi chích thì nên chích cả nhà kim ngân chích thì ba người chích cái file Pfizer thì không có bị hành hạ, không có bị phản ứng gì hết, không bị nóng, không bị gì hết, tự nhiên không có gì hết. Nhưng mà chích cái mà đó nờ đó thì ba người của nhà Kim Ngân thì bị bị nóng, bị fever rồi vậy thôi. Thì chút xíu phản ứng nhẹ. Nhưng mà các bạn nên đi chích chích trong người mình. Cái này cũng như là một cái chích cúm thôi, cảm cúm thôi chứ không có gì khác biệt hết nhưng mà mình sẽ có cái cái thuốc cái di trùng đó nó vô người mình để mình chống lại cái di trùng nếu mà cái con cúm nó xâm nhập vào thì mình có thể đỡ kịp ok à, đã 11 phút rồi kim ngân sẽ làm rất là ngắn và chia sẻ với cả nhà trước tiên cái tinh thần phải à, cao phải hy vọng và phải nhớ là nếu mà ai mà hả gặp ngoài đường mà chia sẻ thì các bạn nên nói cho họ biết cái bài thuốc là nếu mà có bị gì thì nên xong xong là một cái liều thuốc một trăm phần trăm có thể hết tại vì gia đình của kim ngân đã gia đình gì kim ngân đã bị và đã xong mười mấy lần trong một tháng trời và đã hết không có bị à, à, dính nữa và hoàn toàn khỏe hẳn ok đó là những gì kim ngân chia sẻ được chúc mọi người bên Việt Nam được mọi sự an lành tất cả các bạn của Kim Ngân mọi mọi nơi mọi lúc uh, xin Chúa bình ban bình an cho cả thế giới và cho những người thân thường của Kim Ngân cảm ơn cả nhà cả nhà bye bye